Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị. 10 năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến rõ nét. Hơn 299.000 lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ và gần 28.000 lượt người lao động khám bệnh nghề nghiệp, tỷ lệ ngày càng tăng. Đáng chú ý, trong 10 năm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 663 vụ tai nạn lao động, làm 687 người bị thương, trong đó có 103 vụ, làm 109 người chết. Riêng giai đoạn 2019-2022 đã xảy ra 144 vụ tai nạn lao động, trong đó có 40 vụ tai nạn lao động, làm 41 người chết. Số liệu trên cho thấy, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn thành phố những năm gần đây có xu hướng giảm cả về số vụ và số người chết. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ghi nhận những kết quả đạt được và đặc biệt là các cấp ủy đảng, đơn vị đã làm tốt công tác đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng cường đào tạo kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa ít quan tâm đến hoạt động vệ sinh an toàn lao động, doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, dễ xảy ra tai nạn lao động. Công tác đào tạo tập huấn luyện cho cán bộ làm công tác vệ sinh an toàn lao động còn mang tính hình thức. Việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, khám sức khỏe định kỳ tại một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt, v.v. Những tồn tại này cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian đến. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã trao bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.